Ơi là mình đây, siêu đây. Thì hôm nay ghe cũng gần đóng xong rồi. Cabin. Xong hết rồi. Chỉ còn mấy cái lặt vặt thôi. Đây, đang cầu trâu. Cầu trâu này để cuộc dây các bạn. Khi ghe muốn cặp vô ở đâu thì buộc vô cái bổ trâu này nè. Trâu này cỡ 2 tấc vuông. Lon xong thì cho thợ lắp keo, lắp lại nguyên con. À, bên đây cũng có rồi đó, hai cái mà chưa khoan bù lon. Cái phần lan can thì xong hết rồi đó, mà chưa có sơn. Gần xong hết rồi. À, cũng có cửa sổ rồi. Đó. Cửa sổ này sẽ lộng kiến vô nha. Cắt kiến á. Lộng vô. Nhiều khi để trời mưa á. Trời mưa có thể mình chạy, mình nhìn thấy đường mình chạy. Cho nó đẹp được các bạn. Móc đường này nè. Cho lòi cái hình lên cho nó đẹp. Chưa có sơn phết gì lại chứ. Rồi xong sàn hết trơn rồi nè. Cái hầm này là hầm lái nè. Thấy không? Bổ trâu. Khoan bắt ốc cuộc dây. Bữa nay gần hoàn thành hết rồi đó. Máy này thì chưa. Khi nào dọn dẹp ghe này là sạch sẽ này lại mình quay cho các bạn coi nha. Mũi khoan này chắc 16 ly quá. Khoan 16 bắt bắt 16 luôn hả? Nếu mà chơi bù lon ngậm thì bắt 18 ha. Ừ. Này khoan bắt bù lon thì bắt khoan 16, bắt 16. Nếu khoan bên đây, từ bên đây nè, khoan tỏi con lỗng qua đây luôn nè, rồi khoan xong á, rồi mới lắp keo một lần nữa, nó bảo vệ cái đầu bù lon nó không bị ấy. Nó đang chỉnh súng nè. Vô.
các bạn biết đó, nếu bây giờ đó, khoan cái này nè mà muốn chỗ qua đây từ cây này qua đây nè, đó, cả một vấn đề rắc rối lắm. Bổ trâu này khoan là 3 mũi đó. Nếu mà làm bổ trâu không là tính ra là thời gian nó tốn rất nhiều. Ơi, bữa nay sơn cabin nha các bạn, lan can họ đang sơn lại. Này lăn khoảng 2-3 lần. Này lăn cỡ mấy lần với anh? 2 lần nữa. 2 lần nữa. Ừ. Để nó thấm vô cây. Ôi. Bắt bù lon nè. Đúng không? Giờ xong rồi khoan qua lũng ở đây luôn. Giờ phải chét bột lớp keo lại nha các bạn, để bảo vệ cái đầu bù lon này nè, cho nó không có tép lâu ngày nó bị mục. Gần xong rồi nha các bạn, thì còn những công đoạn cuối này, lặt vặt nhỏ nhỏ nè. Ơi này, cửa sổ nè, cửa sổ chỗ mà cabin đó, ở bàn tài công nhìn ra thì cửa kính này khi trời mưa nó thấy đường. Các bạn thấy không? 5 cái. Chưa đóng đinh. Kính này. Kính này thì để lọng vô cái cánh cửa này. Phần dưới trên này nè. Chưa đâu, chưa bóng. Đây cái cửa này cửa sổ. Cửa này là ở bên hông cabin nha các bạn. Yeah.